Mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật vào lúc 17 giờ và các tin tức thời sự trong tỉnh trên kênh truyền hình thiết yếu của tỉnh Đồng Nai. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai, đơn vị số 9, cùng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Long Thành vừa có buổi tiếp xúc với hơn 100 cử tri, hai xã Phước Thái và Phước Bình. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân tỉnh và kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân huyện, các cử tri đã phản ánh một số vấn đề còn tồn tại ở địa phương như một số tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Phước Bình hiện đã xuống cấp, cần sớm nâng cấp sửa chữa để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, nhất là việc mở rộng tuyến đường từ quốc lộ 51 đi vào xã. Song song đó cần lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại tuyến đường giáp danh với phường Mỹ Xuân của thị xã Phú Mỹ. Cử tri cũng phản ánh việc người dân làng đồng bào dân tộc Chơ Ro đã được nhà nước cấp đất từ năm 1997, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, nhiều cử tri cũng kiến nghị về chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và dự án cụm công nghiệp Phước Bình. Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân huyện Định Quán đã có buổi giám sát đối với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện về kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024. Hàng năm, trung tâm đều tổ chức các đoàn tham gia hội thi, hội diễn, các giải thể thao đều đạt giải cao trong các cuộc thi cấp tỉnh như giai điệu tuổi hồng, nhóm nhảy hiện đại, kể chuyện sắc hè, võ cổ truyền, điền kinh, cầu lông, bóng bàn, bơi lội. Các hoạt động tuyên truyền luôn bám sát tình hình thời sự, xây dựng các tin bài để đăng tải phát sóng trong các chương trình truyền thanh, cộng tác với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Đồng Nai, xây dựng video báo cáo phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện. Bên cạnh những kết quả đạt được, trung tâm vẫn tồn tại một số khó khăn, hạn chế. Chế độ đãi ngộ, lương phụ cấp và kinh phí hoạt động còn thấp. Nhân sự phụ trách đài xã, thị trấn thường xuyên bị thay đổi, phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Một số hạng mục của thư viện, nhà thi đấu đa năng, hệ thống loa đài đã hư hỏng xuống cấp, cần được nâng cấp, sửa chữa. Sáng nay tại thành phố Biên Hòa, Sư đoàn 309 tổ chức giải quyết phép đợt 3 cho 210 chiến sĩ là hạ sĩ quan, binh sĩ, nhập ngũ năm 2023. Lãnh đạo đơn vị đã trực tiếp kiểm tra quán triệt, nhắc nhở động viên hạ sĩ quan, binh sĩ chấp hành nghiêm các quy định khi về địa phương, trả phép đúng quy định, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Đơn vị đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị, hợp đồng xe và cử cán bộ phụ trách đưa bộ đội về địa phương đúng quy định. Những năm gần đây, đơn vị luôn quan tâm và làm tốt công tác chính trị tư tưởng, giải quyết chính sách hậu phương quân đội, nhất là thực hiện tốt chế độ nghỉ phép, hạ sĩ quan, binh sĩ. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ủy ban Nhân dân phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa đã tổ chức hội thao chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2 tháng 9, kỷ niệm 30 năm thành lập phường. Hội thao lần này có sự góp mặt của 10 đội với gần 100 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên phường, hệ thống chính trị 5 khu phố và thầy cô giáo các trường học trên địa bàn tham gia tranh tài các môn gồm nhảy dây tập thể, đẩy gậy, kéo co, nhảy bao bố. Với tinh thần giao lưu và học hỏi, các vận động viên đã thi đấu sôi nổi, đoàn kết, tạo không khí phấn khởi thi đua, chào mừng ngày lễ lớn của đất nước. Hội thao là hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đây là dịp để duy trì hoạt động thể thao bổ ích, tăng cường rèn luyện sức khỏe, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2024 và 19 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 19 tháng 8 2005, 19 tháng 8 2024. Phòng An ninh Đối ngoại Công an tỉnh Đồng Nai, Hội tỉnh Bằng hữu và Công ty điện tử Su Giang phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú đã trao nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Cúc, ấp 5 xã Nam Cát Tiên với số tiền đóng góp là 90 triệu đồng. Gia đình bà Cúc thuộc diện hộ nghèo, nhà xuống cấp và không có khả năng xây dựng. Qua thời gian triển khai xây dựng, đến nay các công trình đã hoàn thành. Với số tiền 70 triệu đồng, số dư còn lại là 20 triệu đồng, đại diện nhà tài trợ bàn giao cho gia đình tại buổi lễ. Tại buổi trao tặng, Phòng An ninh Đối ngoại Công an tỉnh Đồng Nai, Hội tỉnh Bằng hữu và Công ty điện tử Su Giang cùng lãnh đạo địa phương đã tặng cho gia đình nhiều phần quà có ý nghĩa. Trên đây, quý vị khán giả vừa đến với bản tin cập nhật 17 giờ. Trên kênh truyền hình thiết yếu của tỉnh Đồng Nai, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.